trường hợp sẽ bị khóa tài khoản mạng xã hội vĩnh viễn chính thức từ ngày 25 tháng 12. Theo Nghị định số 147/2024, Nghị định Chính phủ của Chính phủ, từ ngày 25 tháng 12 năm 2024, người dùng sẽ bị khóa tài khoản mạng xã hội vĩnh viễn nếu đăng tải nội dung sau đây. Theo điểm E, khoản 3, điều 23, điểm B, khoản 3, điều 27 của Nghị định 147/2024, Nghị định Chính phủ quy định về việc xác thực tài khoản của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội như sau: thực hiện xác thực tài khoản của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội bằng số điện thoại di động tại Việt Nam. Chỉ trong trường hợp người sử dụng xác nhận không có số điện thoại di động tại Việt Nam, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội thực hiện xác thực tài khoản bằng số định danh cá nhân theo quy định của pháp luật về định danh và xác thực điện tử. Trường hợp người sử dụng dịch vụ sử dụng tính năng livestream với mục đích thương mại, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội thực hiện xác thực tài khoản bằng số định danh cá nhân theo quy định của pháp luật về định danh và xác thực điện tử. Từ ngày 25 tháng 12 năm 2024, người dùng sẽ bị khóa tài khoản mạng xã hội vĩnh viễn nếu đăng tải nội dung xâm phạm an ninh quốc gia. Ảnh minh họa, bảo đảm chỉ những tài khoản đã xác thực mới được đăng tải thông tin, viết bài, bình luận, livestream và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội. Ngoài ra, khoản 7, điều 35 của Nghị định quy định những trường hợp tài khoản mạng xã hội, trang cộng đồng sẽ bị tạm khóa hoặc khóa vĩnh viễn. Cụ thể như sau, thực hiện việc khóa tạm thời các tài khoản, trang cộng đồng, nhóm cộng đồng, kênh nội dung thường xuyên đăng tải nội dung vi phạm pháp luật. Cụ thể, trong 30 ngày có ít nhất 5 lần cung cấp nội dung vi phạm pháp luật hoặc trong 90 ngày có ít nhất 10 lần cung cấp nội dung vi phạm bị Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an yêu cầu ngăn chặn, gỡ bỏ. Thời gian khóa chậm nhất là 24 giờ khi có yêu cầu bằng điện thoại, văn bản hoặc qua phương tiện điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Công an, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Sở Thông tin và Truyền thông địa phương và các cơ quan có thẩm quyền theo pháp luật chuyên ngành hoặc khi tự phát hiện vi phạm. Thời gian khóa tạm thời từ 7 ngày đến 30 ngày, tùy thuộc vào mức độ và số lần vi phạm. Khóa vĩnh viễn các tài khoản mạng xã hội, trang cộng đồng, nhóm cộng đồng, kênh nội dung đăng tải nội dung xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tài khoản, trang cộng đồng, nhóm cộng đồng, kênh nội dung đã bị tạm khóa từ 3 lần trở lên khi có yêu cầu bằng điện thoại, văn bản hoặc qua phương tiện điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Sở Thông tin và Truyền thông địa phương và các cơ quan có thẩm quyền theo pháp luật chuyên ngành. Như vậy, kể từ ngày 25 tháng 12, thời điểm Nghị định 147/2024, Nghị định Chính phủ chính thức có hiệu lực, các tài khoản mạng xã hội cá nhân, hội, nhóm cộng đồng hoặc các kênh nội dung trên mạng xã hội có thể sẽ bị khóa vĩnh viễn nếu đăng tải các nội dung xâm phạm an ninh quốc gia hoặc đã bị tạm khóa từ 3 lần trở lên. Trường hợp cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội không xử lý nội dung, dịch vụ vi phạm pháp luật, không tạm khóa hoặc khóa vĩnh viễn hoạt động các tài khoản vi phạm pháp luật theo yêu cầu, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ đình chỉ hoạt động cung cấp dịch vụ mạng xã hội hoặc thu hồi giấy phép, giấy xác nhận thông báo cung cấp dịch vụ mạng xã hội đã cấp cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp theo quy định tại Điều 33 Nghị định này. Chủ tài khoản, chủ kênh nội dung, chủ trang cộng đồng, người quản trị nhóm cộng đồng trên mạng xã hội không được đặt tên tài khoản, trang, kênh, nhóm giống hoặc trùng với tên cơ quan báo chí, không lợi dụng mạng xã hội để sản xuất nội dung dưới hình thức phóng sự, điều tra, phỏng vấn báo chí,